năm 2020, số 100 triệu đồng tiền mặt, cúp mạ vàng danh giá bông lúa vàng. Chi tiết liên hệ hotline 0916 603090. Bông lúa vàng 2020, cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương. Xin chào tất cả quý vị đang cùng đến với hành trình bông lúa vàng năm 2020. Và ở số phát sóng tuần rồi đó thì chúng ta đã cùng điểm qua một số thông tin nổi bật của mùa giải năm 2020, cũng như là cùng xem lại một số phần dự thi ấn tượng của các thí sinh năm 2019, đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Người Thực Việc Thực. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những thí sinh đạt giải cao, giải nhất, giải nhì, giải ba trong kỳ thi năm 2019 ngay sau đây nhé. Mời chào quý vị đang cùng đến với hành trình bông lúa vàng 2020, cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương giải thưởng bông lúa vàng do Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và thưa quý vị, trước đó thì Quốc Tuấn có giới thiệu là chúng ta sẽ có một cái cuộc trao đổi ngắn cùng với ba thí sinh đạt giải cao của cuộc thi bông lúa vàng năm 2019. Nhưng mà ngày hôm nay thì vì một số lý do cá nhân nên thí sinh Bùi Thị Kim Phượng không có mặt được. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có hai cô gái rất là đặc biệt đến với hành trình bông lúa vàng 2020 ngày hôm nay. Bên phải Quốc Tuấn là cô gái vàng của bông lúa vàng 2020, thí sinh Nguyễn Hồng Bảo Ngọc. Dạ, em chào anh Quốc Tuấn và em xin chào toàn thể khán giả. Và thưa quý vị, bên trái của Quốc Tuấn đó chính là cô gái đã rất là xuất sắc, đã đạt giải là nhì của cuộc thi bông lúa vàng năm 2019, thí sinh Nguyễn Thị Hương. Em mến chào anh MC Quốc Tuấn, đẹp trai. Và lời nói đầu tiên cho phép em được gửi đến lời chào trân trọng và gửi đến lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý khán thính giả của cuộc thi bông lúa vàng. Dạ, thưa quý vị, Quốc Tuấn mới vừa nghe được hai giọng nói thôi đã cảm thấy được cái sự ngọt ngào rồi. Thì không biết nữa, một tí xíu đây chắc là thí sinh Bảo Ngọc cũng như là thí sinh Nguyễn Thị Hương sẽ mang lại những phần quà, những món quà vô cùng ngọt ngào gửi đến cho quý khán thính giả trong buổi quay hình ngày hôm nay. Còn bây giờ là Quốc Tuấn muốn hỏi Bảo Ngọc nha, là không biết á, là giờ mình cái tuổi đời mình trẻ như vậy thì mình đam mê cải lương từ bao giờ rồi? Dạ thì em là đã tiếp cận với cải lương là từ khi em hồi còn nhỏ lận. Thì cũng vì lý do là ngày xưa thì ba em cũng đam mê cải lương, mà hồi nhỏ thì hay bật cái đĩa lên cho em nghe, mà mỗi lần em nghe là em thấm vô. Cho nên là từ đó là em đam mê cải lương, và nhưng mà do gia đình không cho phép. Gia đình không cho phép, nhưng mà tại sao bây giờ là mình đã biết tới cuộc thi bông lúa vàng của năm 2019? Dạ thì khi mà gia đình không cho phép á, thì em cũng chưa biết cái chương trình này, nhưng mà cũng nhờ một người thầy thì em cũng theo dõi trên fanpage của cuộc thi này, cho nên là em mới đăng ký đi chương trình này. Và khi mà mình giờ mình có một cái niềm đam mê mình ấp ủ ra từ nhỏ tới lớn luôn rồi, thì hàng ngày là Ngọc có những cái biện pháp gì để mình tập luyện, mình rèn luyện cái giọng hát của mình hay không? Thì em cũng không có cái biện pháp gì nhiều, nhưng mà ở nhà thì em hay bật karaoke trên YouTube rồi em hát, rồi em chỉ hát chơi thôi. Mà sáng thì em cũng không lo học bài đâu, tại vì sáng là em ngồi em ca tới chiều luôn. Ca vậy xong rồi hàng xóm có phàn nàn gì không? Dạ không. Tại vì giọng hát quá ngọt ngào đúng không? Nên là hàng xóm cũng không thể nào là phàn nàn được cô gái này quý vị à. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay sang thí sinh là Nguyễn Thị Hương nha. Không biết là bây giờ là có một quý thính giả đã nhắn tin lên fanpage của cuộc thi bông lúa vàng và hỏi thí sinh Nguyễn Thị Hương như thế này. Với giải 2 của cuộc thi bông lúa vàng là một cái bước đệm rất là tốt, thì Hương có thể là chia sẻ là sau khi mà mình giành được giải cao như vậy rồi thì những bước tiếp theo của mình sẽ là như thế nào nha? Dạ thì cái mùa giải bông lúa vàng năm vừa rồi thì em cũng rất là may mắn được đoạt giải nhì trong cuộc thi. Thì sau cái thành tích đó thì em cũng được rất nhiều khán giả, các anh các chị mời đi hát rất là nhiều nơi. Và đó cũng là cái niềm vui và động lực của em để em tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật này. Bây giờ là sau khi cái cuộc thi bông lúa vàng kết thúc rồi, mình có ấp ủ, mình có đam mê là mình sẽ tham gia vào một cái cuộc thi nào khác không? Dạ em vẫn chưa biết nữa. Dạ thì nói về cải lương nha, Quốc Tuấn hỏi bạn tí
là hồi đó, nó hồi nhỏ tới giờ mình thần tượng ai, và cái ai là cái người mà ảnh hưởng nhất đối với mình trong cái lối hát nè, cũng như là cái cách thể hiện của mình? Dạ, nói về thần tượng mà bên nghệ sĩ bên nữ á, thì về cái cách ca giọng hát là em thần tượng nhất là chị nghệ sĩ Thanh Ngân. Rồi bây giờ là học hỏi theo cô Thanh Ngân. Thì bây giờ là mình thường thường một ngày thì mình bỏ ra là bao nhiêu tiếng để mình tập luyện cải lương? Dạ, em thì không có cố định bao nhiêu tiếng đâu. Cảm thấy rảnh lúc, rảnh giờ nào là hát lúc đó. Nói chung là bây giờ là đam mê, giờ nào là mình bung lụa giờ đó, đúng không? Chứ mình không có phải là theo cái thói quen hàng ngày là chúng ta phải là tập luyện, tới giờ đó là phải hát. Mà bây giờ là rảnh giờ nào là chúng ta sẽ hát giờ đó. Nói chung là nó thấm vào máu của mình luôn rồi, đúng không? Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ không biết là cái cơ duyên nào đưa đẩy như sao mà bạn tới với cuộc thi bông lúa vàng năm 2019? Dạ tại vì em cũng tham gia vào lớp học diễn ngoại khóa của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Thì trong đó là các bạn bè cũng rủ nhau đi thi. Thì em mới hỏi là cuộc thi gì. Đó là cuộc thi bông lúa vàng. Thì nói chung là nội dung là tóm lại anh em bạn bè rủ nhau cùng thi vậy đó. Rồi lỡ mình đi thi á, anh em bạn bè rủ nhau đi thi, rủ một đám luôn. Nhưng mà giờ tự nhiên đi thi có một mình đạt giải à. Thì sau khi đạt giải có cái sự thay đổi gì ở bản thân của mình, cũng như là cái cách nhìn nhận của mọi người xung quanh về mình không? Dạ thì em đoạt giải mấy bạn trong nhóm mấy bạn thì em được đoạt giải thì em cũng rất là vui và hãnh diện. Dạ mà cũng bình thường. Nhưng mà rửa hết nhiêu tiền rồi? Định rửa nhưng mà trong cái mùa dịch này chưa có rửa được. Rửa nhưng mà trong cái mùa dịch này chưa có rửa được, đúng không? Nhưng mà bây giờ là quay sang cái cô gái 100 triệu người ta nha. Để coi cái cô gái này với 100 triệu giải thưởng tiền bông lúa vàng năm 2019. Thì giờ mình rửa hôm bữa tới giờ, bà con làng xóm nè, bạn bè nè, hết nhiêu rồi? Dạ thì em cũng chưa có rửa được luôn. Sao chưa rửa được? Dạ tại vì đến mà em thi chương trình xong á, thì tại vì do là bên nội em nói là Ngọc ơi bây giờ mùa dịch rồi, cho nên là em cũng không biết, với lại không có được đi đâu, với lại chưa có rửa được giải. Chưa có đi đâu, chưa có rửa được giải. Nhưng mà sau khi cuộc thi bông lúa vàng kết thúc thì chắc là mình cũng được nhiều người biết đến hơn, đúng không? Rồi sau khi mà được biết đến hơn thì có những cái cơ hội đằng sau cuộc thi bông lúa vàng đến với bạn không? Thì cũng có mấy cô chú bên trung tâm văn hóa rồi đã cũng kêu em đi, nhưng mà tại vì do mùa dịch cho nên là bị hủy, nhưng mà tới hết dịch thì em sẽ đi diễn trở lại. Thì nói chung là cũng có mấy bên tỉnh cũng có kêu em đi, mà tại do trùng ngày cho nên là em cũng hủy luôn. Tự nhiên người ta mới đăng quang cái dính dịch, tự nhiên là không có còn được đi diễn show nữa. Nhưng mà chắc chắn đây là cái khoảng thời gian cũng rất là quý giá để mình có thể là tập luyện kỹ càng hơn, học thuộc một số bài hát, và sau khi đó là sau khi hết dịch thì mình quay trở lại và lợi hại hơn xưa, đúng không? Nhưng mà quay trở lại với cuộc thi bông lúa vàng năm 2019 thì Bảo Ngọc có thể là chia sẻ cho quý thính giả cũng như là những thí sinh của cuộc thi bông lúa vàng năm 2020 là cái kinh nghiệm, cái như cái bí quyết nào mình ghi điểm trong mắt của ban giám khảo? Tại vì thực sự ra là em đam mê hát là từ nhỏ, nhưng mà thì em cũng không có bí quyết gì hết, nhưng mà là do em có em ước là em sẽ trở thành một nghệ sĩ tương lai, nhưng mà em cũng vì cái khả năng của em mà em diễn, em chỉ diễn hết mình thôi. Nói chung là bây giờ là đi thi với cái tâm trạng là không có gì để mất, và nói chung là đi thi bằng cái sự đam mê của mình nên là giờ là được hốt được 100 triệu, đúng không? Dạ, và thưa quý vị, thì quay trở lại với thí sinh Nguyễn Thị Hương, thì bây giờ là Quốc Tuấn đang rất là muốn biết là Hương nè, Hương chia sẻ cho những thí sinh của cuộc thi bông lúa vàng năm 2020 biết đi, mình đi thi đó mình có những cái kinh nghiệm gì để cho năm nay các bạn đi thi có cái sự chuẩn bị đầu tư hơn, cũng như là ghi điểm được trong mắt của ban giám khảo hơn ha. Dạ thì em không có kinh nghiệm gì hết trơn á, tự vì cái đợt thi vừa rồi em cũng lần đầu tiên em mới tham gia, vậy bước lên sân khấu rất là nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà tự vì là em ao ước được lên sân khấu, giống như là mình được đối diện với lại những vị giám khảo mà là những nghệ sĩ gạo cội,
rồi được các thầy các cô bình phẩm, nhận xét, đó là cái kinh nghiệm để mình tiếp tục phát triển trên con đường này, đó là cái điểm ao ước của em. Khi được ba giám khảo chú ý và cho những lời nhận xét thì sau những lời nhận xét đó thì mình có thay đổi gì hay không? Cứ như là mình đã có tiếp thu cũng như là tập luyện để cố gắng và vượt qua các thử thách của ban giám khảo những lần sau không bạn? Dạ có cố gắng nhiều vậy lắm. Tự vì những nhận xét đó giống như là để cho là cái bài học để cho mình sửa đổi, mình rút kinh nghiệm. Mà để mà sửa đổi rút kinh nghiệm thì nó cũng rất là khó đó. Bây giờ phải là nỗ lực cố gắng vậy lắm. Dạ, đúng rồi, bởi vì đâu có phải là ai cũng được những nghệ sĩ gạo cội cũng như là nhận xét và cho đánh giá đúng không? Khi mà mình ngồi ở dưới cái vòng sơ tuyển, mình nghe các thí sinh, những anh chị mình thể hiện những phần dự thi cũng khá là xuất sắc, thì lúc đó tâm trạng của bạn như thế nào? Dạ, khi mà mình là thí sinh của cuộc thi mà mình ngồi ở dưới khán giả để mình coi lại các bạn đang thi, rất là hồi hộp anh. Dạ hồi hộp vô cùng. Dạ tưởng tượng chuẩn bị mình thi vậy càng hồi hộp nữa. Dạ. Khi mà bạn đến với cuộc thi bông lúa vàng năm 2019 đó, thì nhìn cái số lượng thí sinh đi thi thì mình có cảm thấy là cái nghề mình yêu thích, cái niềm đam mê của mình nó vẫn còn sống không? Dạ em thấy là còn rất nhiều bạn không có giới hạn tuổi tác vẫn còn đam mê cái bộ môn nghệ thuật cải lương rất nhiều. Dạ. Rồi cảm ơn bạn. Còn với Bảo Ngọc thì không biết là mình đi thi, mình nhìn thấy các anh các chị thi xuất sắc quá, lúc đó cái tự nhiên mình cảm thấy như thế nào trong mình không ấy? Dạ thì em cũng là thí sinh mà cũng ngồi ghế dưới khán giả luôn, thì em thấy là các anh chị thi là em cũng bồi hộp, em cũng hồi hộp theo. Dạ. Với lại em cũng run nữa, nhưng mà tại vì diễn xuất của mình thì chưa có đạt được hơn mấy anh chị, mình phải cố gắng luyện tập thêm. Thì theo bạn á, đi thi cải lương thì cái yếu tố gì quyết định là ghi điểm thật là nhiều trong mắt của ban giám khảo? Dạ thì yếu tố của mình thi khi thi là thứ nhất là cần giọng hát. Tại vì giọng hát của em á là ở nhà là mỗi lần mà em ca rồi này nọ thì ba mẹ em nói là thôi bây giờ hả, là con đừng có hát nữa, là con lo con học bài đi. Tại vì mẹ em nói là mày hát dở quá. Xong rồi thì em cũng vẫn hát, tiếp tục hát luôn. Tại vì mẹ em mỗi lần mà em ca là mẹ em đều nói là thôi Ngọc ơi đừng có hát nữa, con lo con học bài đi. Thì ngày nào em cũng đâu có nghe lời mẹ đâu. Thì em cũng sáng chiều tối là em cũng vẫn hát. Rồi sau khi mà mình hát vậy một thời gian rất là lâu, cái đi thi bông lúa vàng đạt được giải bông lúa vàng luôn, thì có thay đổi cái cách nhìn của mẹ về mình không? Dạ thì khi mà em đạt được giải bông lúa vàng thì mẹ em cũng mừng, nhưng mà hết thi rồi thì mẹ em cũng mỗi lần mà em hát thì mẹ em cũng thôi mày đừng có hát nữa, thì em cũng vẫn hát luôn. Giờ cái này mình hỏi nhỏ nha, mừng vậy chứ giờ tiền ai giữ? Dạ thì ba mẹ em thì kêu em là tiền em giữ, nhưng mà cũng thôi phải... là mẹ giữ tạm đúng không? Dạ. Gửi ống heo cho mẹ đúng không? Dạ. Và khi mà quay giờ là quay trở lại với mùa giải của năm 2020 nè, thì bây giờ là mình có thể là gửi tặng cho quý khán thính giả một câu hát nào đó để hồi nãy giờ là ngồi mình tâm sự không à, bây giờ thì mình cho quý thính giả chúng ta nghe giọng hát ngọt ngào của Bảo Ngọc nha. Dạ thì các bạn thí sinh trong bông lúa vàng 2020 năm nay thì Ngọc sẽ xin tặng cho các bạn một bài hát cũng là nằm trong một vở trích đoạn cũng là dự thi của Ngọc luôn. Một bài hát trích đoạn Ánh sáng phù du. Dạ. Nhưng mà bây giờ là trước khi mà hát, cô Tuấn hỏi nè, bây giờ là mình ngồi mình hát có tiện không? Dạ ngồi hát không sao. Thực ra là bây giờ là hơi mình hơi khó hiểu tí xíu, tại vì thực ra là hát những dòng nhạc thường thôi, thì nhạc như là nhạc thính phòng hay là những dòng nhạc khác thì cái lấy hơi nó cũng rất là khó khăn rồi. Mình hát cải lương á là Quốc Tuấn thấy là có những câu ngân nga nó kéo dài vô bờ bến luôn, vô tận luôn, thì mình học hỏi ở đâu cỡ như là những cái kỹ năng như vậy? Dạ thì em không có học hỏi đâu hết, tại vì do là
khả năng là em tự em mỗi lần là em ít khi nào mà ở nhà là em ít khi nào mà em đứng em hát lắm, em toàn là ngồi hát không à. Dạ em ngồi ngồi hát đỡ buồn đúng không? Thôi giờ là buồn buồn hát cho quý thính giả chúng ta cùng nghe nha. Dạ. Ôi tình yêu như lá xanh trên cành, như mùa xuân ngủ trong mắt em dịu hiền, dù cho gió mưa bão bùng vẫn cầu mong tình yêu đôi lứa không chút lìa xa, cầu cho hai đứa mãi bên nhau, nguyện suốt đời giữ vẹn tình chung. Thực ra thì ngồi hồi nãy giờ là chưa có cảm nhận được nha thưa quý vị, khi mà cô gái này nói chuyện thì rất là rụt rè, rất là nhút nhát, nhưng mà khi hát rất là nội lực, rất là truyền cảm luôn. Công nhận rất là xứng đáng với bông lúa vàng năm 2019. Còn giờ Hương sao nè? Giờ Ngọc đã hát tặng rồi thì chắc là Hương cũng không có tiết kiệm một bài hát nào đó gửi đến cho những quý thính giả đúng không? Dạ. Yeah. Bất ngờ quá hả? Đang suy nghĩ phải không? Nhưng mà thôi giờ mình hát bài tủ đi, cái bài mà mình dự thi cái kỳ thi bông lúa vàng năm 2019 ở vòng gala đó, còn nhớ không? Trích đoạn trong vở tuồng là Đời Cô Lụ, gửi tặng đến cho anh MC và toàn thể quý khán thính giả. Kim Anh ơi, vì dân đau thương mơ ngờ là theo dòng nước chảy, nhưng có ngờ đâu lại là chuyện ấy, dần như lớp thang hồng âm ỉ cháy dưới tàn trôi, biết phải làm sao cho tròn nghĩa tròn tình, con đò xưa tách rời bến cũ, nhưng sao bên cũ ân tình vẫn còn lưu luyến mãi đò xưa. Dạ hết. Thưa quý vị, hồi đó tới giờ khi mà Quốc Tuấn dẫn trên làn sóng của phát thanh, thường thường là mình cũng giới thiệu là Quốc Tuấn cũng hát hay lắm nha. Nhưng mà sau khi mà nghe hôm nay là Bảo Ngọc xong rồi thí sinh Nguyễn thì Hương hát tặng cho quý thính giả, thì giờ là mình nói là thôi không dám nữa. Từ đây sắp tới là không dám là tự nhận là mình hát hay nữa thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ hai bạn nè, đạt giải bông lúa vàng năm 2019, đạt giải rất là cao. Thì hát cải lương á, hay đó là chuyện bình thường rồi. Thì bây giờ là mình thử thách nhau một tí nha. Giờ không phải là cải lương, thì bây giờ mình hát những dòng nhạc khác coi như thế nào nhé. Giờ thử thách này dành cho Bảo Ngọc trước nha. Dạ thì em cũng xin gửi tặng cho anh MC và quý vị khán giả một bài dân ca Áo Mới Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngài chỉ đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mãi chèo sông ngóng đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau bao dễ thương vô cùng. Yeah. Vừa rồi chúng ta vừa đến với một giọng hát rất là ngọt ngào đến từ Bảo Ngọc, quán quân của mùa giải bông lúa vàng 2019. Thì chắc là Hương ơi Hương, mình cũng sẽ có những món quà vô cùng đặc biệt đúng không ạ? Nhưng mà không phải là cải lương nha, để gửi tặng cho quý khán thính giả trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Thì ngoài việc hát cải lương á, thì em cũng đam mê hát dòng nhạc bolero, dòng nhạc dân ca. Và nhân dịp cái buổi nói chuyện với anh, với lại giao lưu cùng với toàn thể quý vị khán giả, thì em xin phép được hát một đoạn ha,
trong bài dân ca Mấy nhịp cầu tre của tác giả Hoàng Thi Thơ. Dạ, bây giờ nè, chưa sẵn nói là bây giờ là hát bolero dân ca, thì bây giờ Quốc Tuấn thử thách bạn tí nha, kể tên 5 bài hát bolero và dân ca. Dạ, Gõ Cửa Trái Tim, Hát Nữa Đi Em, Đã Nhớ Người Yêu. Dạ, dạ nhiều lắm. Bolero luôn hả anh? Dạ, dạ. Cũng được. Qua 10 giờ. Dạ. Gõ Cửa. Dạ, nhiều bài. Dạ, thực ra là Quốc Tuấn hỏi vậy thôi, nhưng mà Quốc Tuấn hỏi để biết, xong rồi để coi coi là có một bài hát nào đó mà mình trùng hợp không. Lần sau có khi nào chúng ta tái ngộ, cái mình có thể là có một dịp nào đó song ca cùng với nhau. Còn bây giờ thì chắc là mình cùng đến với món quà của Hương gửi tặng quý khán thính giả trong buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé. Dạ, em hát một đoạn thôi anh ha. Dạ. Bài nhạc dân ca Mấy Nhịp Cầu Tre của tác giả Hoàng Thi Thơ. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kinh núi tình miền quê, buồn vui dân trong làng xa nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Dạ, em cảm ơn. Và thưa quý vị, sau khi mà nghe hai giọng hát rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm như thế này thì chắc là Quốc Tuấn lần sau không dám lên trên sóng mà nói rằng là mình hát hay nữa. Tại vì thực ra là hai cô gái kế bên Quốc Tuấn quá xuất sắc, giọng hát quá là ngọt ngào đi. Lần sau Quốc Tuấn chỉ nói là mình dám dẫn thôi, chứ không dám hát trước mặt hai cô gái này nữa. Với cái thời kỳ dịch bệnh Covid-19 như thế này thì bản thân mình đó là mình đã có những cái biện pháp gì để phòng ngừa cho bản thân, gia đình cũng như là xã hội? Dạ thì... là đầu tiên thì mọi người phải ăn uống và giữ gìn sức khỏe, thì tránh những đi qua những nơi đông người, và đặc biệt là rửa tay hàng ngày. Và chắc chắn rằng là đến với hành trình bông lúa vàng 2020 thì cũng đã một năm rồi, 2019-2020, thì chắc là Bảo Ngọc của chúng ta cũng sẽ có một cái món quà nho nhỏ để gửi gắm đến những quý thính giả đã yêu thương, đã đồng hành cùng với mình trong suốt mùa giải bông lúa vàng 2019, đúng không ạ? Dạ thì sau đây thì em cũng sẽ xin gửi tặng cho quý vị khán giả và anh Quốc Tuấn với lại thí sinh trong bông lúa vàng 2020 với hai bài hát Về Nguồn Soi Gương của tác giả Quỳnh Khải và Lá Trầu Xanh của cố soạn giả Viễn Châu. Trai bao núi rừng rừng trung.
Lá Trầu Xanh của cố soạn giả Vĩnh Châu. Hoa thu rừng rơi ngoài bên bờ sông lạnh.
Nhắn tin lên trên trang fanpage của Bông Lúa Vàng năm 2020 nói rằng á, là khi cái mùa giải 2019 kết thúc á, thì nghe tiếng hát của Hương á, chưa có đã, nghĩa là chưa đủ. Hiện giờ là cũng muốn là Hương á, yêu cầu Hương là có một món quà gửi tặng đến quý khán thính giả. Thì giờ chắc là mình cũng sẽ gửi tặng đúng không ạ? Dạ, thì cảm ơn anh. Dạ, để liên tục chương trình thì em xin phép được gửi đến cho anh Quốc Tuấn và cùng toàn thể quý khán thính giả của Bông Lúa Vàng ba câu giọng cổ trong bài giọng cổ của soạn giả Ngự Bình, bài hát được mang tên Qua Ngô Trăng. Yes. Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông được chỉ
Còn bây giờ là khi mà nhắn nhủ đến các bạn thí sinh của mùa giải năm 2020 thì Bảo Ngọc chúng ta có muốn nhắn nhủ gì không nè? Dạ thì Ngọc xin gửi lời cho các bạn thí sinh bông lúa vàng năm 2020 một lời chúc sức khỏe và sẽ gặt hái được thành công trong niềm tương lai nghệ sĩ và cũng là sẽ giành được quán quân bông lúa vàng 2020 trong năm nay. Dạ. Quán quân thưa quý vị, quán quân là chỉ có một, nhưng mà khi mà quý vị chúng ta đến với cuộc thi bông lúa vàng năm 2020, chính là chúng ta đã vượt qua được thử thách của bản thân của mình, thì chắc đó lúc đó bản thân của chúng ta đã là quán quân của chính mình quý vị nhé. Cuộc thi bông lúa vàng năm 2020 thì cũng bị một số lý do là dịch Covid-19 nên là bị tạm hoãn là một tí xíu, nhưng mà bây giờ là Hương thì có nhắn nhủ gì đến những khán thính giả, những người đang yêu mến nghệ thuật cải lương và đang muốn đăng ký cuộc thi bông lúa vàng 2020 không nè? Dạ, thì nói chung là dịch tới thì nó rất hạn chế, tất cả mọi hoạt động đều bị ngưng hoạt động hết. Nhưng mà em có một đôi lời nhắn gửi đến toàn thể các bạn thí sinh là nếu hết mùa dịch corona này thì hãy tự tin đăng ký vào cuộc thi bông lúa vàng năm 2020 để thực hiện cái đam mê, tỏa sáng cái tài năng của mình cho tất cả mọi người cùng được đón xem và theo dõi. Dạ xin cảm ơn. Rằng là với cái cuộc trao đổi vừa rồi thì là cũng một phần nào đó tiếp thêm cái còn nữa cho những thí sinh của mùa giải năm 2020. Còn bây giờ chúng ta cùng thể hiện nha, một cái quyết tâm đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hô vang thí sinh bông lúa vàng 2020 cố lên nha. Rồi, 1, 2, 3. Thí sinh bông lúa vàng 2020 cố lên. Rồi, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã nhận lời đến với bông lúa vàng năm 2020 và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những diễn biến của chương trình ngày hôm nay nhé. Khi bón ure cho cây trồng, hiện tượng mất phân đạm ở bề mặt xảy ra. Đạm trong ure phân hủy nhanh biến thành amoniac, quay hơi cũng mất đạm. Cây trồng chỉ hấp thu được 40-50% lượng đạm bón vào. Nông dân phải tốn rất nhiều tiền để mua phân bón. Với đạm vàng đầu châu 46A+, nhờ có hoạt chất Agroten bao bọc ure, ức chế sự mất đạm do ngoài hơi, nông dân tiết kiệm được 20-30% lượng phân đạm, năng suất cây trồng vẫn cao hơn. Đạm vàng đầu châu 46A+, chi phí ít hơn, lợi nhuận cao hơn. Hành trình bông lúa vàng, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phần trình diễn đặc sắc, những đoạn phỏng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại Hành trình bông lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1, 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz. Và đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với một thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm 2019. Nhưng mà người ta nói nhỏ nhưng mà có vỏ đó nha, tại vì thí sinh này đã vượt qua tất cả những thí sinh còn lại để vươn tới đỉnh cao của bông lúa vàng năm 2019. Xin mời quý vị cùng đến với quán quân Nguyễn Hồng Bảo Ngọc. Oh,
Hạnh ơi. Anh Hạnh. Anh đây nè, Huệ ơi. Vậy ăn miếng cháo nè anh. Cháo gì vậy em? Cháo gà. Mà anh biết gà gì không? Gà nồi đó. Tiền ở đâu mà em mua vậy? Đâu có nhiều đâu anh, có mấy cái cẳng gà không hà. Còn cháo thì em xin thêm của bà hai. Em nghe bà hai nói ăn cái gì thì bổ cái nấy. Ăn gan bổ gan nè, ăn tim bổ tim nè, còn ăn cẳng thì bổ cẳng đó. Nên em mới mua về cho anh nè. Anh Hạnh ơi, cái chân của anh bị đau á, mà anh ăn cẳng gà là mau hết lắm á. Anh ăn miếng nghe. Thôi em ăn đi, anh không có ăn đâu. Em ăn rồi, cái này là phần của anh mà. Đã nói là anh không có ăn kia mà. Anh không ăn hả? Vậy vậy anh uống thuốc nha. Anh uống cho mau hết bệnh. Em biết anh bệnh gì mà mua thuốc chứ. Thì anh có bệnh. Anh bệnh tương tư, bệnh thất tình. Mỗi lần anh nhớ tới chị Lan, đêm nào anh cũng gọi: Lan ơi, Lan, có không? Nè, anh uống thuốc đi. Uống cho dẹp hết đi. Anh Hạnh, sao vậy hả anh Hạnh? Quế ơi, em còn dung bốn nữa mà chi. Khi chiếc lá xanh sắp dội lìa cành, làm dòng trải đường để nâng bước chân ai. Anh Hạnh, anh còn nhớ tới chị Lan nữa hả anh Hạnh? Lan ơi, Lan ơi, chăm sóc cho anh mau hết bệnh. Vậy mà anh... Nhưng làm sao mà thay thế được hả em? Sao lại không được? Thì em cũng đuôi mù, em cũng đi ăn xin, có khác gì chị Lan đâu. Em còn thuộc bài hát ăn xin của chị Lan thường hay hát nữa nè. Đâu anh nghe coi em hát có giống chị Lan không nha. Ôi tình yêu như lá xanh trên cành, như mùa xuân ngủ trong mắt em dịu hiền, dù cho gió mưa bão bùng vẫn cầu mong tình yêu đôi lứa. Thôi em im đi, vì em là Huệ chứ không phải là Lan. Anh Hạnh, anh không thể nào coi em là chị Lan được sao hả anh? Em lúc nào cũng muốn thay thế chị Lan để chăm sóc cho anh mau hết bệnh mà. Huệ, anh xin lỗi em nghe Huệ. Vì tình thương trong em thì quá nhiều, mà tình yêu á thì em chẳng được mãi mãi. Không, em đối với anh bằng tình thương của con người đối với con người, chứ không phải chuyện yêu đương. Huệ ơi, có phải khi nghe anh quằn quại trong cơn đau đã làm em tuôn trào nước mắt? Có phải em khóc vì khóc thương cho kẻ cùng chung cảnh ngộ, cũng lạc mẹ mất cha, cũng bị người ta hành hạ đánh đập? Huệ ơi, giờ đây anh chỉ
còn trở lại trái tim với một tâm hồn. Nhưng về có mấy ai nhìn thấu được tấm lòng. Anh Hạnh ơi, người ta chỉ quen nhìn đời bằng đôi mắt sáng, chưa có mấy ai nhìn đời bằng cái lòng. Và đâu anh, trên khắp nẻo đường anh lê bước ăn xin, em đã cảm ơn anh qua tiếng đàn reo rắc, tiếng đàn ngân lên từ tấm lòng anh đó. Trầm bồng nhạc khoan còn vang vọng mãi trong hồn. Tại sao em không phải là Lan hả Huệ? Làm sao được hả anh? Bởi mỗi loại hoa đều có một sắc hương riêng của nó. Phải, em nói đúng. Cái áo, cái quần người ta có thể thay ra mỗi ngày mấy lượt, vì nó là mảnh vải không có trái tim. Còn con người bằng thịt bằng xương, có hơi không có trái tim thì làm sao thay thế được. Vậy mà có những hạng người trao trợ, họ cho người thay tên đổi họ rồi giả làm người khác dễ như chơi. Thật khốn nạn, khốn nạn thật mà. Anh Hạnh ơi, anh đừng làm vậy mà. Huệ, anh xin lỗi em nha Huệ. Anh có lỗi gì đâu mà xin em tha thứ. Huệ, cũng vì anh mà em chịu nhiều cơ cực, còn anh đối với em thì tình lại hững hờ. Em đi đâu đó Huệ? Em đi trả tô cháo cho bà hai. Em nói láo. Em nói thiệt mà. Huệ à, trời sắp mưa rồi, em đừng có đi nha Huệ. Rồi em sẽ đi đâu? Em sẽ về đâu hả Huệ? Anh Hạnh, em cảm ơn anh đã có lòng lo lắng cho em. Nhưng em đã quen rồi, đời côi cút. Thôi thì kiếp gió sương em phải trở về cùng sương gió. Bởi vì cuộc đời của em trở trời một thân nơi đã quen rồi. Huệ, thank you.
anh Quê ơi. Quê, Quê. Anh Thành ơi, anh Thành. Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của một cô nàng đã vươn lên vị trí á quân của mùa giải năm 2019, Nguyễn Thị Hương. Trọng thất anh nhớ em nhiều lắm. Chuốc mây tóc mây nghe khỏi đàn. Tại sao tôi đầu hàng giặc à? Hay là tôi không chấp hành tổ chức? Tại sao chi bộ lại gán cho tôi một tội là tha chết cho thằng giáo ác ôn? Không, không, không đúng đâu. Trong lòng tôi chỉ biết có đảng, có dân. Còn một thằng giặc trên mảnh đất quê hương là Nguyễn Thị Hạnh này còn sống trắng. Tôi đang cùng với bà con mình chiến đấu giữa làng quê trong khói lửa tư bề. Con gì
Bà nội của mày uống đi, tao không muốn đó.
ông. Tội nghiệp mày quá. Còn trẻ đẹp như vậy mà bị khùng. Nhưng tao không biết trong thâm tâm của mày, mày điên thật hay là điên giả. Nhưng tao xác nhận rằng mày chính là Nguyễn Thị Hạnh, nữ cộng sản chỉ huy toàn bộ cái đám cộng sản trong cái làng Mỹ Hạnh này. Mày nghĩ mày có thể qua mắt được tao à? Hả? Mày đâu? Đốt nhà bà Mười cho tao. Đốt. Đốt đi, đốt đi. Mày đốt cho thật gì vô mày. Đốt cho thật gì vô. Tao có nhiều than. Tao nướng chả, tao ăn. Mày đốt đi, mày đốt đi. Cô Hạnh à, tội tình gì có phải tự đài võ thân xác mình như vậy, trong khi cô đã bị khai trừ khỏi đảng kia rồi. Các đồng chí của cô, ông Sáu Thế, bà Mười, cô Mến, họ đều không còn tin cô nữa rồi. Vậy cô theo là cộng sản là cái gì? Cô theo cộng sản để được cái gì? Cô nhìn kỹ lại đi. Cộng sản mà thịt bụng, da vàng, mắt thì xanh lè, cô theo cộng sản để làm cái gì? Không biết người ta nhìn cô người ta nghĩ như thế nào. Chứ riêng tôi này nhìn cô là tôi không muốn ăn khô cá kèo rồi. Thôi thì tùy cô vậy. Nè, sắp tới đồn trưởng An đang đạp đám cưới, ông có gửi cho cô áo đẹp đây nè, mặc đi làm đám cưới nha. Áo đẹp? Ừ, áo đẹp đi đám cưới, áo đẹp để đi chơi. Tao có áo đẹp rồi, tối nay tao sẽ đi nhảy đập với người yêu của tao. Mày biết người yêu của tao là ai không? Nó là tỉnh trưởng. Mày đi rồi. Có đi đâu? Nếu nó điên thì cần cởi đồ nó ra, nó sẽ có phản ứng tự vệ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh, bây giờ thay đồ ra, tao dẫn mày đi đám cưới nha. Đi. Ai? Sao mày cởi áo ta? Mày không có được đụng vô người ta. Chưa. Tự nhiên đụng. Tôi biết mà. Để tao cởi cho. Mày để tao cởi luôn rồi. Mày nè. Chơi cởi áo vui quá. Tao cởi lại mày. Tụi tôi chơi cởi áo vui lắm nè. Chạy tiếp, chạy tiếp. Mày cởi áo của tao, bây giờ đến tao cởi quần của mày. Mày tao lại quay. Cởi quần, mày cởi quần. Cởi ông nội mày. Cởi đồ của mày được rồi, mày cởi quần tao tới ông nội mày chứ. Cởi quần? Sao mày không chơi cởi quần với tao? Trời ơi, bà nội cái thằng đại quý bào nó nói đụng tới con này là nổi gai ốc hết. Nổi bà nội lên chứ nổi. Cởi quần? Nè, tao nói cho mày biết nha, hôm nay tao tạm thua mày 1-0 nha. Còn lượt về nha cho con. Mày chết mày với tao Hạnh ơi. Ê! Ê! Sao mày bỏ chơi? Không lên đây chơi với tao. Đưa lên nhau trong thơ tình.
lòng hương thân bao giờ thương bởi buồn hung tàn, càng sung sôi ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất cho quê nhà trên đất mẹ không còn ngoại xâm. Đường cách mạng trong gai nhưng không bao giờ cô độc, cách mạng là trái tim là chân lý rằng người lũ giặc ngoại lang đã chạy xéo quê hương xứ sở, cây sáo trộm anh em cùng nấm ruột tàn sát lần và thưa quý vị, ở mùa giải năm 2019 thì có một thí sinh đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng ban giám khảo cũng như là quý khán thính giả gần xa, đó chính là thí sinh Bùi Thị Kim Phượng. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng xem lại phần dự thi của thí sinh này nhé. Sáng mai này ta trở lại gian nan, đường bụi cũng mịt mờ. Hãy theo anh đi xa vùng trời đất này,
để chúng mình được trọn vẹn bên nhau. Linh Sơn ơi, chúng mình đã sắp đến giờ vĩnh biệt, hãy cho em nắm lấy bàn tay và âu yếm nhìn anh một lần sau cuối. Linh Sơn, bà, thì ra là bà. Bà đến đây định hành thích ta chắc? Không. Bà đến lấy trộm bức mặc đồ? Không. Bà nên nhớ, hoặc là bà chết vì quê hương Mông Cổ, hoặc tôi chết vì sông núi Trung Nguyên. Hai chúng ta chỉ có thế mà thôi. Vậy ra ông còn chờ giờ gì mà không mau tuốt kiếm ra đi? Ta đang chờ hành động của bà trước. Sơn ca, trước khi chém giết lẫn nhau như hai kẻ tử thù, tiểu mùi muốn yêu cầu Sơn ca một việc. Bà cứ nói. Tiểu mùi đến đây muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng. Không, không, ta không uống rượu người Mông Cổ. Sơn ca, Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta quen biết nhau cũng bằng một tuần rượu nơi quán nhỏ trên đường. Nay cũng xin mời Sơn ca chung tông biệt. Rồi sau đó hai chúng ta đành vĩnh viễn chia xa. Sơn ca, hồ mùi, Sơn ca, thôi hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia xa. Nếu kiếp này mình không thì xin hẹn lại kịp lại nghi sinh. Yeah.
ngày nay phải nát ruột chia xa, thì thà xưa kia mình đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa, thì chúng rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Sư ca, không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bao xuyên ơi định mệnh đã cố phàn ngang trai, xui chúng ta phải đôi ngã chia lìa. Chút lát nữa đây chúng mình ngăn cách, rượu đắng trình tống biệt một lần. Vàng kỳ
ca. Và đến đây thì thời lượng dành cho bông lúa vàng năm 2020 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và chúng ta sẽ gặp gỡ lại nhau vào lúc 14 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.